chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em mình đang ở trên một cái tàu để chuẩn bị ra ngoài đảo câu cá nha. Mày hôm nay anh nhau ơi, mày hôm mộng ra ngoài quá anh ơi. Thôi từ từ đi mày. Mấy hôm nay các bạn đi ra ngoài đảo á, là lớn quá cho nên bây giờ khen tiếng rồi. Thua luôn. Thì buổi sáng ngày hôm nay á, thì tàu người ta đây mình quay cho các bạn xem nè. Đây là những con tàu mà siêu sao nha. Đây kiểu như là đưa đón khách du lịch ra ngoài đảo dạ. Đi chơi á. Nhưng mà nhìn hơi bị đẹp luôn nghe anh áo. Chỉ là chạy nhanh như vậy. Đây là những con tàu đánh cá nè không. Thôi đây là tàu của cậu mình nha. Ê Nu. Dạ. Anh kêu em chuẩn bị cần câu nè, em chuẩn bị hết chưa? Đây nè anh, em chuẩn bị mấy cần rồi, còn cái cần đẳng nữa. Ok, vậy là xong rồi phải không? Đúng rồi đó. Em đang tắm lử đúng không? Dạ, giờ em mới đi tắm nè anh em ơi. Ồ, anh dặn em mua mồi rồi, mày mua chưa? Em mua rồi, em mua mồi rồi anh. Mày mua con mồi gì á? Ờ, hình như là mực hay sao á. Mực. Mực nè, rồi cá cơm. À, ok. Vậy là quá ok các bạn ơi. Dạ thôi, tắm lử trước nha anh nghe. Vậy là mình đi biển các bạn phải cần mồi tươi thì cá nó mới ăn được các bạn ơi. Thử luôn nha anh ngáo. Cần câu nè. Ôi ăn đạt không nha các bạn ơi. Nói chung là rất ok luôn nha Kunu ơi. Dạ. Dán lên đi ngày hôm nay mày. Ok anh. Tắm lưỡi cậu xong chưa? Đang tắm nè anh ơi, sắp xong rồi. Trời ơi, nhanh lên đi. Bây giờ thì Kunu và Cu Da Đen sẽ đảm nhận là lo cho mấy cái cần nha các bạn. Còn mình sẽ là tìm lại cái nghề xưa chính là lái thuyền trưởng nha. Này này, đi vô đây. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bên đây thì mình xin giới thiệu lại nha các bạn. Bên đây là ga thấy không? Tăng lên nè. Đó, thấy không? Còn bên đây là mình đang đi tới thì mình chỉnh số tới nha các bạn. Dạ mình tăng ga luôn nha. Không quên nữa, bây giờ mấy anh em mình sẽ lựa cái chỗ nào có cá nhiều. Mấy anh em mình sẽ neo tàu chỗ đó là mấy anh em mình câu cá luôn nha. Đi ơi. Later. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ là mấy anh em mình đã đến địa điểm câu rồi nha. Rồi. Rồi, thôi anh nháo Dương Đen câu đằng trước đi, mình thì ra đằng sau nha các bạn. Ok. Rồi. Bây giờ mình đã cần luôn nha các bạn ơi. Để mình với Cu Đen sẽ câu ngoài trước nha. Rồi Cu Đen trước em, hả trước. Em đây em đi Đen ơi. Rồi, mình xuống cần nha các bạn. Bữa nay có con gì thì mình câu đó luôn nha các bạn ơi. Bắn đi Cu Đen. Rồi anh ơi. Cái lưỡi nó nằm nó rồi, lâu chưa đi nha. Nè. Mình đi luôn nha bạn. Ok. Xong rồi mình xuống luôn nha bạn. Dính lưỡi nữa anh nha ơi. Đằng ơi. Xuống cận nó cũng dính lưỡi cho vậy. Bây giờ mình để cho dây này dài lên nó chạy tới đáy rồi mình khóa nó nha. Ok. Rồi xuống lại nè. Không lỗi kỹ thuật nữa. Rồi tới đáy rồi đó.
Rồi bây giờ thì sẽ tới mình quăng luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ chọn cái địa điểm ở đằng sau nha. Rồi giờ thì quăng thôi. Ê, chưa cho dây dài dài xíu nữa. Đó rồi, để đó nha các bạn. Đây, ở đây mình có sẵn một cái chỗ để cắm cần câu luôn nha các bạn. Nó khá là tiện luôn. Thôi qua đây đi. Rồi, mong hôm nay là dính nhiều cá nha các bạn. À, để mình cho nó chìm xuống tới đáy cái. Mình ra đây rồi, nó cái khu vực này cái nước biển nó sâu lắm các bạn, mình không cần phải quăng xa đâu, mình quăng gần gần là có cá rồi. Cá anh nhau ơi, chừng lên em, chừng lên đi. Đây đang kéo lên nè anh. Lừa 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 đứt câu, lừa lừa nhẹ nhẹ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái nóng cái gì anh ơi? Cái nóng miệng ơi. Còn nắm cái đuôi đó là nó phình bụng bự ra. Nắm cái đuôi nó hả cậu? À, nắm cái đuôi đó là nó phình bụng bự ra. Bây giờ. Nói chung là có nha bạn, có nhớ rồi nha. Có nhớ rồi nha bạn. Mở hàng, mở hàng. Để chân vô cái nhớ ơi. Một em. Ơi, thằng Đen nó hên quá các bạn ơi. Mới quăng xuống là nó có cá rồi nha. Hey, bây giờ không phải tới mình thôi. Trời ơi, không biết chừng nào mình có nữa các bạn. Thằng Đen chưa trơn mà nó hên dữ á trời. Ơi, hình như là cần mình dính cá các bạn ơi. Đây nè, để mình siết anh chơi. Cùng tao quá trời nè. Wow. Ôi, trời ơi, kéo lên cá rồi kìa. Ôi, kéo lên chưa? Cá, lên cá. Lên chưa, lên chưa. Wow. Ủa, một em các bạn ơi. Cá này được gọi là cá đóng nha các bạn. Cái mạo nó rất là đẹp luôn nha. Đây, đây, đây. Mình có gai nữa. Nó hành như vậy. Ê, một em các bạn ơi. Cá cái mạo rất là đẹp luôn nha. Ê, ngáo, sao em nhìn con cá này giống cá điêu hồng ở quê mình chứ hả? Cái gì chắc anh nói? Cá này mà điêu hồng gì em? Bây giờ mình đây nó chắn nha. Ờ, ngáo lên cá luôn trời. Để đâu rồi? Đây, đây, anh Nháo, đây, đây nè. Đó, đây một em nữa nha bạn. Hay quá anh Nháo ơi. Khu lu, khu lu bây giờ chưa có con nào các bạn ơi. Mày! Hả? Thôi cũng hơi nặng nặng đó. Ôi, dính con cá giống của anh Nhau nãy nè. Ôi. Ôi. Con cá đầu tiên các bạn ơi. Cá này cũng cỡ cỡ hơn cá mình hồi nãy các bạn ơi. Nè em. Quá đã luôn. Cá này bự hơn cá nãy. Bự hơn luôn nè. Thôi đi đi. Thôi, em vô nha bạn. Quá đã kéo ơi. Thôi vô em ơi. Nãy mới được con cá. Gỡ 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 đi anh, gỡ đi anh, gỡ lẹ đi em ơi. Chắc chưa rồi. Dạ. Sợ cái miệng nó gặn gặn không kìa nghéo. Gặn không à. Bởi vì nó tết cục mò rồi đúng rồi các bạn ơi. Thôi quá rồi. Hay luôn. Câu tiếp thôi các bạn ơi.
có nhớt rồi đó, có nhớt rồi đó. Dưới cái hồn. Có nhớt rồi, có nhớt rồi. Đừng lẻ mới được. Quăng vào chỗ nãy nha các bạn. Rồi, cho nó chìm đi. Mong lần này sẽ dính một cặp cá luôn nha các bạn. Cá cỡ đó là em rồi đó. Gì vậy dính hả? Đâu đây? Ơi, quấn mạnh lên, quấn mạnh lên. Từ từ. Ôi! Kéo lên đi ơi. Đã quá các nhà ơi. Ơi, kéo lên đi ơi. Cái thằng ơi, đen nó hay. Ôi. Tôi còn cặp luôn bạn. Cái gì nữa hả? Cái chim cái gì vậy? Ôi, bữa nay cua đen là sát thủ nè, sáng giờ cua đen ba con nè nè. Ba con nè bạn. Thôi vô bỏ xuống đi. Ừ. Thôi tao đi câu tiếp nha. Ê, nãy tao nghe mày vừa nói nguyên cặp, tao lên nguyên cặp luôn đâu. Đã như mày. Ơi. Được hai em nha bạn. Nu bữa nay là thua mình hả bạn ơi. Ở dưới quê á là mình thua Nu, mà ra biển á là mình hơn Nu rồi đó. Văng quá. Đấy anh nhớ. Hồi nãy giờ á, cu đen gần cu nu hai nó lên cá, mà mình là người cứ mất đầu tiên, mà nãy giờ chưa có con nào các bạn ơi. Ơi, ơi, dính các bạn ơi, mình thấy nặng nặng rồi nè. Ôi, dính. À, dính ra là mày. Trời ơi, cá nãy nè. Ủa, hay chứ hả? Trời, sớm giờ mới lên đường con mừng hết lắm luôn à. Anh là người cơm bát đầu tiên rồi, nói gì hả? Rồi. Mày! Ê, cá mày ơi! Gì đâu? Tao không biết nữa, nặng quá mày ơi! Trời, công cặn luôn cả. Cái gì? Ôi, cá này nè! Thôi, con này nó bự mày ơi! Nó bự kìa! Nó bự nè bạn! Ôi, nó bự kìa các bạn! bự cỡ nào nhưng mà lên phải bằng cặp với tao đi. Trời, dễ chưa mày ơi, dễ chưa. Trời ơi, từ khi câu con cá cuối cùng là nửa tiếng trước á các bạn, tới giờ không có con nào luôn. Hình như là mấy đồng đội nó lên tới đây là nó sợ trần rồi các bạn, nó không dám ăn nữa. Tại vì đâu luôn ơi. Gì vậy? Tại vì đâu á. Ê, dính cá luôn, dính cá. Cái gì dính nữa hả? Từ từ, đang quấn cặp lên. Quấn từ từ luôn mày. Đây. Sảy rồi, hơi mệt luôn á. Nhẹ quấn. Lên hả. Ơi. Lên đi ngơi. Một em luôn nha các bạn. Sao lâu quá các bạn ơi, chưa thấy nữa. Ơi. Cái gì vậy bà nội? Đây ơi, dính cá đây ơi. Ôi. Con cá nãy nè các bạn. Trời ơi, con cá này công nhận nó nhiều thiệt các bạn ơi. Cá nãy nè. Ơi. Đây nu dữ ta. Trời ơi, tưởng mày nha, mày công việc tao hả mày? Mày phải lên được một cặp đi mày, hay nó chỉ con cặp con cá nó hoại bạn ơi. Thôi được mấy chú ơi. Dạ, cũng bộn bộn rồi đó, 7-8 con gì hết cậu ơi. Rồi. Bỏ con cá vô. Vô mọi câu tiếp. Ê, để với cá kìa. Đâu này. Rồi, xuống luôn rồi. Rồi, tới công chuyện này. Ê, lên. Nó đang chạy cái nó không chạy nữa. Tháo luôn đi. Ok, đang dính con nữa nha các bạn. Mày nói gì đây? Quá đã luôn các bạn ơi. Vậy. Mày nói gì đây? Ok. Mày nói gì nữa đây? Ok. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ là cũng 12 giờ mấy trưa rồi đó. Cũng đói bụng rồi đó bạn. Ừ, cho nên tụi mình sẽ nướng cá ăn tại biển luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ làm gì đây? Giờ mày chặn này giúp tao cái đi. Ừ, chặn sao? Chặt trẻ vậy thôi. Ok. Rồi, giờ mình cũng lấy hang ra mình nướng cá luôn nha các bạn.
Thang này chắc được rồi đó mày ơi. Được không mày? Không thôi không chín cá à nghe. Chắc được rồi đó. Thang chín hết trơn rồi nè. Ok đó. Đợi nháo đem cá ra thôi. Ừ. Nháo ơi. Ôi có tới rồi em ơi. Ơi. Ủa, ơi. Hai đứa ơi. Thang chín như vậy thang phải đóng rồi mình nướng cá nó mới chín vậy. Đóng rồi nè em ơi. Ủa nãy là sâu thêm mấy con cá nữa hay vậy? Đúng rồi em thêm rồi đó. Rồi. Rồi. Để bỏ cá nướng đi. Bắt cá bỏ lên nướng đi không? Anh trong bây giờ mấy đứa chưa xong nữa. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ với anh. Chưa có cái đồ đũa nào khác không Đen? Bóc tay lên đi rồi chừng nào nên chở cá rồi đấy. Cá rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ê, chỉnh chỉnh cá lên thẳng lại rồi nha. Mà mình nghe nói cậu Năm nói là cá đen cũng ngon nữa đó các bạn. Đó các bạn ơi, thì cái con cá này một khi mà nó ra khỏi cái mặt biển á là nó mau chết lắm nha các bạn. Cho nên nè, nó co người lên hết trơn rồi nhưng mà nó vẫn còn tươi nha. Rồi bỏ vô hết đi anh Ngáo ơi. Em ơi. Rồi các bạn ơi, thì cuối cùng cá nướng ở trên biển của anh em mình cuối cùng cũng đã chín rồi nha các bạn. Quá thơm luôn các bạn ơi. Đậu muối đi luôn. Đậu muối đi. Bây giờ mình dễ cá ăn liền luôn các bạn ơi. Cái chẳng dễ cho mình tự câu nè, lên tự chế biến rồi nướng ăn luôn mới đã nha các bạn. Rồi mình nướng đi Ngáo. Muối có nè anh ơi. Dễ đi mấy em, dễ đi. Anh ăn trước đi. Trời ơi ăn đi. Trời ơi thôi anh lớn anh ăn trước đi. Trời ơi anh trước ra. Thôi em quýt trước luôn cho rồi. Mệt quá. Lấy miếng vàng ra đây rồi nó khét ra đây rồi. Trời ơi các bạn. Trắng tươi luôn. Quýt đại đi mày ơi. Chấm đi. Lấy xương mình luôn nha các bạn. Thật đúng không? Thật đúng không? Mà nó ngọt lắm nha các bạn. Tới mình luôn nha các bạn. Đây, thử miếng cá trắng phao nha. Cá này công nhận nó ngọt thiệt các bạn ơi. Đúng là cá tươi ở trên biển. Mình lấy ra nướng liền ngon thiệt. Thử đi Ngáo, ngọt nha. Đây, chấm vô luôn các bạn ơi. Quá nóng rồi. Vậy ăn gì chở nghe đâu, coi chừng ghét đó. Ừ. Thịt nó ngọt. Còn nóng bốc khói luôn nè các bạn ơi. Để gấp mấy con này gì ra. Ừ, mấy con chín rồi cứ gấp ra đi mà khác mày. Ừ. Con này. Quá ngon luôn bạn ơi. Ngon quá bạn vừa ơi. Vừa ăn nè, vừa ngắm biển, nói chung là quá tuyệt vời rồi. Rồi, khi mà mấy anh em mình á ăn hết cá nè thì mấy anh em mình sẽ đi về bờ các bạn ơi. Đúng rồi. Xem cái tim mấy đứa. Bây giờ cũng chịu chèo rồi đó anh Ngáo ơi. Ăn đi em, ăn đi nu. Lặn cá lại ơi. Dễ phút. Nóng quá. Từ. Nè, dễ đi. Ây da. Dính cái tay đâu luôn á. Quéo lông luôn rồi. Kéo lên trước mày, kéo lên trước. Đây đây nè. Ngon anh Ngáo? Ngon lắm em. Công nhận ngon thiệt. Đây ăn thử cái da nó luôn nha các bạn. Cái xương nó cũng ít đó các bạn ơi. Rồi cho muối. Ăn thử miếng da nó nha. Giòn. Nó giòn khẩm hùm hùm luôn các bạn. Gì xâm. À nóng. Dễ hết luôn đi đâu. Coi chừng bấy cá giờ. Ừ. Ăn đi Ngáo. Ok em ăn đi ra mình chứ uống nước chứ mày ơi. Mấy tiếng thôi. Ok. Ăn chưa chờ khát nước rồi các bạn ơi. Tiếp đi Đen ơi. Cá anh dài hả nụ? Tới đâu rồi hai đứa? Trời ơi. Anh ơi. Ăn đi. Nè, ăn đi Ngáo. Trời ơi. Quá ngon luôn. Ê, ăn với thịt coi. Vừa ăn cá nóng mà còn có gió biển nữa mát quá các bạn ơi. Quá đã luôn các bạn ơi. Ôi nói chung mà anh em mình á sẽ vừa ăn rồi kêu ông thuyền trưởng chạy về luôn nha các bạn ơi. Nói chuyện em Ngáo nói chuyện hết nổi rồi. Bây giờ cũng chưa rồi các bạn ơi. 2-3 giờ thì chưa gì nữa anh Ngáo. 2-3 giờ chưa gì nữa. Nắng nè. Ngồi ăn rất là nắng rồi các bạn. Dịnh cái đầu lại đi không? Ừ. Con ăn xong rồi mày đi.
Rồi cho anh đủ ăn đi. Câu rồi, nói chung là khi mà sáng mấy anh em mình đi câu các bạn là chỉ ăn nhẹ thôi, ra đây rồi mấy anh em mình để bụng để thưởng thức cá. Đúng là cá tươi, ăn ngon thiệt. Không chê đều gì vào đâu được. Số 1 luôn bạn ơi. Xương. Ê, nếu các bạn yêu thích video câu cá của mấy anh em mình á thì hãy cho mấy anh em mình xin đăng ký like cho video họ kênh mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Mấy anh em mình ăn cá tiếp đây. Ăn đây mấy đứa ơi.